Tin an ninh trả tự, một đường dây chuyên lập khống hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá. Đến nay, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng về tội gian lận bảo hiểm y tế. Cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh, không có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, nhưng được các đối tượng cò móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An để trục lợi bảo hiểm y tế. Các đối tượng cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho 5 điều dưỡng là Nguyễn Thị Hằng, Đặng Thị Anh Tú, Lê Thị Anh Tâm, Lương Thị Bé, Trần Thị Huệ và bác sĩ Hoàng Đăng Thanh, Đinh Thị Mỹ Dung của Bệnh viện Đa khoa Thái An để lập khống hồ sơ. Khi thấy đủ số ngày lập hồ sơ bệnh án, điều dưỡng hành chính sẽ thông báo cho đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập. Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã lập khống 153 bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt khoảng 2,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế. Lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm con mồi, sau đó tiếp cận làm quen, tán tỉnh yêu đương. Khi đã tạo được lòng tin với nạn nhân, đối tượng sẽ giăng bẫy là đưa về nhà ra mắt, đưa đi tham quan du lịch, rồi cuối cùng là móc nối bán người qua biên giới. Đường dây đưa phụ nữ sang nước ngoài bán làm vợ với thủ đoạn này vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai triệt phá. Ba đối tượng trong đường dây này là Thảo A Dơ, Sùng A Xì và Hoàng Thị Duyến. Khoảng giữa tháng 5 năm 2023, nhóm đối tượng này thống nhất thỏa thuận với một người đàn ông Trung Quốc tên Pao về việc tìm và đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Mỗi trường hợp nhóm này sẽ nhận được khoảng 10 đến 20 triệu đồng. Thông qua Facebook, Thảo A Dơ làm quen với một cô gái ở Lào Cai và bắt đầu tán tỉnh yêu đương. Ngày 10 tháng 7, Dơ nói với gia đình mình có cửa hàng bán quần áo bên Trung Quốc nên rủ cô gái này qua thăm. Sau đó, Dơ phối hợp với các đối tượng trên đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán. Sau khi đến huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, cô gái này đã phát hiện mình bị lừa bán nên lợi dụng sơ hở của các đối tượng trốn về Việt Nam làm đơn tố giác. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và tổ chức điều tra theo thẩm quyền. Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 5 tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với chủ đề Ngọc Linh khát vọng vươn xa đã chính thức được khai mạc vào tối nay. Là lễ hội độc đáo thu hút hàng ngàn người dân và du khách, đặc biệt với tổng giá trị sâm tại các gian hàng lên đến hàng chục tỷ đồng. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho lễ hội được đặc biệt chú trọng. Phiên chợ sâm là một trong những hoạt động của lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách. So với mọi năm, tổng số lượng sâm tăng với hơn 100 kg. Giá trị tiền sâm của mỗi một hộ dân, mỗi một cơ sở tại phiên chợ là từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Để tránh tình trạng trộm cắp, bảo vệ tuyệt đối tài sản của người dân, Công an huyện Nam Trà My đã bố trí lực lượng kiểm soát và chốt chặn tại tất cả các lối ra vào của khu vực này. Trực tiếp tại phiên chợ thì có nhiều tổ công tác mặc trang phục công an cộng với một tổ công tác gồm nhiều đồng chí mặc thường phục, kết hợp với cái hệ thống camera được trang bị công khai và hóa trang để phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra thì có lực lượng ngay tại chỗ để mà xử lý kịp thời, đồng thời đảm bảo các cái tài sản vật chất, đặc biệt là sâm ngọc linh cho những cái hộ dân, doanh nghiệp đến phiên chợ để mà kinh doanh buôn bán. An ninh rất là đảm bảo, có đâu đi đâu cũng thấy có lực lượng công an trực, nói chung là về an ninh đây thì thấy đảm bảo. Rất yên tâm, thấy đi tuần tra liên tục và mấy chú rất là nhiệt tình trong cái việc công tác kiểm tra. Trước đó, nhằm đảm bảo toàn bộ sâm được trưng bày và bán tại lễ hội đúng chuẩn sâm ngọc linh, tất cả sâm khi đem tới đây phải trải qua vòng kiểm định. Lực lượng công an xã đã tham gia giám sát ngay tại địa phương. Vì cái giá trị tại cái phiên chợ này là rất là lớn, nhiều loại sâm lớn được người dân đem đến để thi, để bán, để trao đổi. Sự kiện lễ hội Sâm Ngọc Linh năm nay đã được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My. Lượng khách đổ về địa phương tăng cao, lực lượng công an đã bố trí cán bộ chiến sĩ phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và du khách ra vào khu vực lễ hội an toàn. Trước đó, công tác tuần tra giám sát nắm tình hình trên địa bàn cũng đã được triển khai. Trước lễ hội thì chúng ta cũng đã tập trung vào cái việc là rà soát các cái đối tượng ở xa đến cư trú, lưu trú trên địa bàn. Tập trung vào hai xã đó là Trà Mai và Trà Thập. Xác định những cái nơi nào nhà nghỉ, khách sạn thì chúng ta kiểm tra rất là kỹ cái việc này để tránh cái trường hợp các đối tượng xấu và trộn vào những nơi không có trách nhiệm đến.
Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 5 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8. Sự kiện không chỉ có ý nghĩa với huyện Nam Trà My mà còn góp phần quảng bá dược liệu được xem là quốc bảo của Việt Nam. Trong suốt thời gian này, công an địa phương huy động tối đa quân số, phối hợp với những đơn vị liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, vào chiều nay, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao các quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn, trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình 3 cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tại gia đình các liệt sĩ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau. Sự hy sinh của các đồng chí đã để lại mất mát to lớn đối với gia đình và lực lượng công an nhân dân, thể hiện tinh thần công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của các đồng chí. Tin an ninh trật tự, với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Danh Minh Quang, chú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố. Từ năm 2020 đến nay, Danh Minh Quang thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video và livestream có nội dung xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19, chính sách an sinh xã hội của địa phương, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hành vi của đối tượng Quang diễn ra trong thời gian dài, mang tính hệ thống, vi phạm luật an ninh mạng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn ngoan cố không sửa đổi. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Huỳnh Minh Chí trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm Solar vừa bị tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử và tuyên phạt 15 năm tù giam. Năm 2020, Chí thành lập công ty Thành Tâm Solar chuyên buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, do gặp khó khăn về tài chính, Chí đã sử dụng thông tin cá nhân giả để kêu gọi giới thiệu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời không có thật, gian dối trong việc đầu tư mua đất, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của 4 bị hại. Một nhóm đối tượng thường xuyên móc nối với nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An để lập khống hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá. 7 đối tượng đã bị khởi tố. Công an xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh, không có nhu cầu khám chữa bệnh, như khi được các đối tượng cò móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An để trục lợi bảo hiểm y tế. Tại đây, các đối tượng cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho 5 điều dưỡng và 2 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thái An để lập khống 153 bộ hồ sơ, chiếm đoạt số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sĩ Thành, trú tỉnh Bắc Ninh, 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Thành đã 3 lần mua ma túy của người tên là Cu Tèo, không rõ lai lịch, tại huyện Trảng Bom, rồi mang về nơi ở tại thành phố Biên Hòa. Tổng cộng, Thành đã mua 180 viên thuốc lắc và 3 gói ma túy hàng khay với số tiền là 70 triệu đồng. Ngoài ra, công an xác định Thành còn có hành vi tàng trữ một khẩu súng tự chế. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.